Ngày 14 tháng 12 năm 2019 tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu và Phát triển Sản phẩm Thiên nhiên iDrop đã tổ chức buổi lễ công bố quyết định thành lập công đoàn cơ sở và lễ tri ân khách hàng đối tác năm 2019. Tham dự buổi lễ có Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Thanh Quỳ, Chủ tịch Hội đồng Dược điển Việt Nam, Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thanh Kỳ, Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội, ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Y tế Việt Nam, cùng toàn thể các cán bộ, nhân viên và đối tác của Viện Nghiên cứu và Phát triển Sản phẩm Thiên nhiên iDrop. Tại buổi lễ, đại diện Công đoàn Y tế Việt Nam đã đọc quyết định thành lập Công đoàn Cơ sở Viện Nghiên cứu và Phát triển Sản phẩm Thiên nhiên iDrop trực thuộc Công đoàn Y tế Việt Nam. Theo đó, Công đoàn Cơ sở có trách nhiệm thực hiện các công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng, đề xuất các chế độ nâng cao đời sống vật chất cho cán bộ nhân viên. Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Oanh được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Công đoàn Viện Nghiên cứu và Phát triển Sản phẩm Thiên nhiên iDrop. Với cái tư duy của tôi, quyền lợi của người lao động chính là quyền lợi của tổ chức, tức là quyền lợi của người lao động của Viện Nghiên cứu và Phát triển Sản phẩm Thiên nhiên chính là quyền lợi của Viện Nghiên cứu Phát triển Sản phẩm Thiên nhiên. Thế và do vậy thì tôi nghĩ là đây là một tổ chức mà chúng tôi rất là mong muốn được đứng vào trong hàng ngũ. Và tôi cũng nghĩ rằng là khi được vào trong cái tổ chức này thì công đoàn sẽ hỗ trợ chúng tôi về cái phương thức mà chúng tôi tập hợp được người lao động, đưa họ thành một tập thể gắn kết, phát huy tối đa cái năng lực lao động sáng tạo của họ và đảm bảo đời sống tinh thần và vật chất cho người lao động. Chúng tôi sẽ gắn kết chặt chẽ với hoạt động chung của công đoàn ngành. Và trên cơ sở đấy thì chúng tôi sẽ phát huy cái chuyên môn của mình theo những các cái hoạt động đó. Và tôi cũng rất hy vọng là công đoàn thật sự là mang đến cho viện chúng tôi một cái luồng gió mới về đời sống tinh thần là chính. Trên cơ sở đó thì sẽ tạo nên được cái giá trị vật chất. Báo cáo tổng kết và tri ân đối tác của Viện Nghiên cứu và Phát triển Sản phẩm Thiên nhiên iDrop, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Oanh đã thông qua báo cáo tổng kết năm 2019. Qua đó, trong năm 2019, đã có 14 sản phẩm được Viện iDrop chuyển giao và sản xuất thành công tại Công ty Cổ phần Elemento Việt Nam và nhiều đối tác khác. Các sản phẩm chính bao gồm serum Monica, kem tán mỡ, kem trị nám, kem chống nắng, dung dịch phụ khoa cho nam và nữ, dầu gội đầu và dầu xả. Các sản phẩm của iDrop đã được phân phối trên nhiều kênh đến nhiều đối tượng khách hàng. Hiện nay là tôi đang phân phối độc quyền một sản phẩm serum Monica của bên Viện Nghiên cứu và Phát triển Thiên nhiên. Thì tôi rất là tự hào đã được đồng hành cùng với cả Viện Nghiên cứu để ra được một cái sản phẩm rất là tốt để mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam một sản phẩm rất là an toàn và hiệu quả. Trong khuôn khổ chương trình, Viện Nghiên cứu và Phát triển Sản phẩm Thiên nhiên iDrop đã giới thiệu các sản phẩm của Viện được nghiên cứu trong thời gian qua đã nhận được nhiều sự chú ý của các khách mời đến tham dự. Chúng tôi đã có những nhà khoa học mà nghiên cứu vô cùng là thầm lặng. Họ đến từ các vùng miền khác nhau và đi học từ nhiều nước khác nhau. Thế và hiện nay chúng tôi vừa mới ra sản phẩm đặc biệt cho vệ sinh nam, vệ sinh nữ. Thì cái sản phẩm này của chúng tôi là vừa đảm bảo cho cái tiện ích trong sử dụng, dễ chịu trong sử dụng và thật sự là có một cái tác dụng rất là đặc biệt thông qua những các cái hoạt động khoa học của chúng tôi, thông qua những các cái sản phẩm mà chúng tôi lưu hành trên thị trường như là dung dịch phụ khoa, rồi kem dưỡng thì các cộng đồng sẽ được biết đến iDrop, sử dụng sản phẩm iDrop để chăm sóc sức khỏe của mình, bởi vì đó là nó mang lại lợi ích cho người Việt Nam, dùng hàng Việt Nam. Đồng thời đó là những sản phẩm được nghiên cứu rất là khoa học, rất là bài bản, có một cái độ tin cậy cao về độ an toàn và cái hiệu quả sử dụng. Với hệ thống phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025-2017, cùng đội ngũ các giáo sư có kinh nghiệm đã nghiên cứu, sáng tạo và phát triển các sản phẩm mới, góp phần chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp cho mọi người. Đặc biệt với việc thành lập đoàn cơ sở Viện Nghiên cứu và Phát triển Sản phẩm Thiên nhiên iDrop là động lực để các nhà khoa học, các chuyên gia và cán bộ nhân viên của Viện sẽ tiếp tục nghiên cứu, sáng tạo, làm tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó sẽ thực hiện tốt các hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn cơ sở, đáp ứng sự tin tưởng của người lao động và Công đoàn Y tế Việt Nam.